Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Trong sáng nay, khu vực vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, sẽ có gió mạnh cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Từ chiều nay gió trên các khu vực sẽ giảm dần. Ngoài ra do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định tới Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Về tình hình mưa lớn, do ảnh hưởng của bão, suốt từ đêm qua các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Dự báo trong ngày hôm nay, dưới tác động của hoàn lưu bão số 2, ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh trở vào cho đến Nam Định sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ngoài gió mạnh tại các khu vực ven biển và sóng cao trên biển, thì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến từ 100 cho tới 150 mm, có nơi trên 200 mm cả đợt. Đây là đợt mưa khá lớn, do vậy trên các sông suối thuộc các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 3 cho tới 5 mét, hạ lưu là từ 1 tới 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập lụt cục bộ. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày trên toàn khu vực phổ biến chỉ từ 26 tới 29 độ. Còn với các tỉnh Bắc Trung Bộ, do cũng có mưa nhiều nên nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì ở mức từ 27 tới 29 độ. Các khu vực khác của miền Trung, vùng từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận ít mưa hơn nên nhiệt độ dao động từ 30 tới 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục duy trì hoạt động với cường độ mạnh. Do vậy mà trong hôm nay, cả hai khu vực tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng phổ biến từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào thời điểm chiều tối, còn vào ban ngày thì trời nắng nhẹ gián đoạn. Do vậy mà nhiệt độ cao nhất chỉ trong khoảng từ 26 tới 29 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 tới 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Ngoài ra, hiện nay theo mô hình dự báo xa của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, sau khi bão số 2 tan đi thì trong những ngày cuối tuần sau, trên khu vực Biển Đông có thể tiếp tục đón thêm một cơn bão này từ vùng biển Philippines di chuyển sang, với tên quốc tế dự kiến là Ma'on. Như vậy, nhiều khả năng bão số 3 sẽ xuất hiện trong những ngày cuối tháng 8 và tiếp tục gây ảnh hưởng tới nước ta. Tuy nhiên, do thời gian dự báo còn xa nên vẫn cần chúng tôi theo dõi thêm trong thời gian tới để có thể đưa ra khẳng định chính xác. Mọi diễn biến của bão sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo của kênh. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.